chi bao đền hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chưa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian, cho con xây tình mến. Và này con xin đến một đời trung trinh, làm muôi đất nước cho mặt đời. Biết lấy gì cả mến, con biết lấy chi bao đền hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Trao cho con lời Chúa, dù đời con quen ua, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đời và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người. Tình sâu
làm ăn quý. Chúc mừng cha ân nhân rộng mở, thật muôn người hớn hở đất này. Chúc mừng cha hơn cả các câu, đồng trụ có đâu thành ý đạt. Chúc mừng cha muôn hoa cùng lạc, biết ơn người bát ngát sâu xa. Hồng ân Thiên Chúa bao la, lời con mạo muội lời ca chúc mừng. Xin hết ạ. Đời linh mục không phải là để sống cao sang, không phải là quyền quý vênh vang, nhưng là theo Đức Kitô không nơi tựa gối. Đời linh mục là phục vụ, là biết cho đi, không toan tính lợi ích riêng tư, nhưng dâng hiến vì yêu mọi người. Vâng Chúa ơi, con bước lên bàn thánh sớm chiều. Vâng Chúa ơi, con đưa tay làm dấu cầu khấn. Như khi xưa, con Thiên Chúa đến nơi trần thế, chết treo thập hình để cứu muôn tội tình. Là linh mục trên bàn thờ của lễ con dâng, dâng trọn cả tình mến yêu thương, đau buồn lo lắng hoang mang bao nhiêu mộng ước. Lời kinh nguyện, lời trầm buồn cùng những hân hoan, con dâng tiến tựa lễ kinh hôm, xin Thiên Chúa nhận tấm chân tình. Vâng Chúa ơi, con bước lên bàn thánh sớm chiều. Vâng Chúa ơi, con đưa tay làm dấu cầu khấn. Như khi xưa, con Thiên Chúa đến nơi trần thế, chết treo thập hình để cứu muôn tội tình. Đời linh mục không phải là để sống cao sang, không phải là quyền quý vênh vang, nhưng là theo Đức Kitô không nơi tựa gối. Đời linh mục là phục vụ, là biết cho đi, không toan tính lợi ích riêng tư, nhưng dâng hiến vì yêu mọi người. Vâng Chúa ơi, con bước lên bàn thánh sớm chiều. Vâng Chúa ơi, con đưa tay làm dấu cầu khấn. Như khi xưa, con Thiên Chúa đến nơi trần thế,
Chúa ơi, con bước lên bàn thánh sớm chiều. Vâng Chúa ơi, con đưa tay làm dấu cầu khấn. Như khi xưa con Thiên Chúa đến nơi trần thế, chiếc treo thập hình để cứu muôn tội tình. Xin giới thiệu Láng Hoa của gia đình con Phương Liên, giáo xứ Tân Kim, chúc mừng cha mới. Là ai? Thế thì linh
gì, chẳng là gì cả, nhưng là ai là tất cả. Chẳng là gì cả, nhưng là ai là tất cả. Thế thì linh mục người là ai? Thế thì linh mục người là gì? Chẳng là gì cả, nhưng là ai là tất cả. Chẳng là gì cả, nhưng lại là tất cả. Chẳng là gì cả, nhưng lại là tất cả. Dâng lên Chúa nhạc khúc yêu đương, hương nồng thơm ngát dâng trước thiên nhàn. Thiết tha nguyện xin Chúa hãy du tình, xót thương đừng chấp lỗi lầm, phận hèn con nơi dương thế. Lấy chi đền đáp tình Chúa cho cơn, muôn ngàn hồng ân Chúa xuống trên con, giúp con bền tâm mến Chúa trọn đời, bước theo đường Chúa nhân hiền, dù đời con lắm trông gai. Tình Chúa tuyệt vời,
bền vững muôn đời. Vì trọn tình yêu nhân thế nên Chúa đã ân ban, tiệc thánh chưa tràn, nuôi dưỡng đoàn chúng sinh. Chúa yêu con, Chúa yêu con không ngơi. Chúa yêu con, Chúa yêu con, tình Chúa tuyệt vời. Nhưng được thánh hiến để dành trọn con người và cuộc đời mình cho Thiên Chúa và phụng sự Chúa và tha nhân. Với châm ngôn sống đời linh mục, điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng tân linh mục Gioan Bautista Bùi Văn Thái sẽ trở nên Ante Christus, một Đức Kitô khác giữa dân của Chúa, tiếp tục những bước thật đẹp ở trong tương lai phía trước, những bước đi chan chứa yêu thương cùng Thầy Giê-xu trên con đường của sự thật và sự sống, để làm chứng nhân cho tin mừng, cho tình yêu của Chúa và thánh hóa toàn dân Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, tân linh mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống trên cuộc đời của Ngài, cầu nguyện cho gia đình, cho thân bằng quyến thuộc, cho quý ân nhân, cho cộng đoàn giáo xứ, cho quê hương và mọi người đang hiện diện nơi đây. Đồng thời, đây cũng là dịp tân linh mục bày tỏ lòng tri ân với các bậc tiền nhân, cầu nguyện cho các đấng bậc tổ tiên ông bà, cho thân bằng quyến thuộc và những người con của giáo xứ an quý mà Chúa đã gọi về. Bên cạnh những ý nguyện đó, thánh lễ hôm nay cũng mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho ngày càng có nhiều bạn trẻ biết quảng đài đáp lại lời mời gọi của Chúa cho ơn gọi linh mục tu sĩ, để làm cho danh Chúa ngày càng rạng rỡ hơn. Với những ước nguyện ấy, cùng tâm tình tri ân cảm tạ, kính mời cộng đoàn đứng chào đón đoàn đồng tế đang tiến bước.
kính mời quý cha cùng cộng đoàn an toàn. Sau bao năm kiên tâm dấn thân tiến bước trên hành trình dâng hiến cho Chúa và với bao gian nan thử thách mà cha đã trải qua, hôm nay ước mơ được làm linh mục đời đời của Chúa nơi cha Gioan Bautista đã đơm bông kết trái. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, uống nước nhớ nguồn, hôm nay cha trở về quê hương dâng thánh lễ tạ ơn để cầu nguyện tri ân giáo xứ, các bậc tiền nhân, thân nhân và tất cả những ai đã luôn đồng hành cùng cha trong suốt quãng đường dài. Về chung vui và hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay, con xin được trân trọng giới thiệu chào mừng quý cha quản hạt, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý thầy, quý sơ, quý nam nữ tu sĩ. Xin cộng đoàn chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chào mừng. Chúng con hân hoan chào đón quý ông bà cố, quý ban hội đồng giáo xứ, ban chánh chương, ban hành giáo, các giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn trong và ngoài giáo xứ. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chúc mừng. Và trong tỉnh liên đới, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của các cấp chính quyền, quý tôn giáo bản, Ủy ban Nhân dân xã Cộng Hiền, các thầy cô giáo trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cộng Hiền. Xin cộng đoàn chúng ta nổ tràng pháo tay để chào mừng. Và cuối cùng con xin giới thiệu sự hiện diện đặc biệt quan trọng trong thánh lễ hôm nay, đó là tân linh mục của giáo xứ An Quý thân yêu, cha Gioan Bautista Bùi Văn Thái. Xin mọi người cùng chào mừng và cầu chúc cha đón nhận nhiều ơn Chúa bằng tràng pháo tay. Và giờ đây con xin kính mời quý cha cùng cộng đoàn bước vào thánh lễ, mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Con mời quý cha và cộng đoàn đứng. Dùng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính quý cha quản hạt, kính thưa quý cha và cộng đoàn, uống nước nhớ nguồn,
là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Trong tâm tình đó, hôm nay con thật hạnh phúc vì được trở về quê hương giáo xứ An Quý để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Trong tâm tình tạ ơn, con xin cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ, cho gia tộc nội ngoại, cho quý ân nhân thân nhân và tất cả mọi người đang hiện diện luôn được bình an, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Trong thánh lễ này, con cũng xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân trong giáo xứ, linh hồn tiên nhân nội ngoại. Đặc biệt, xin cầu cho linh hồn Doan Bautista là ông nội của con, hôm nay cũng tròn 10 năm ngày rỗ. Để những ước nguyện của chúng ta được Thiên Chúa thương chấp nhận, chúng ta hãy thành tâm thống hối ăn năn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều, như tưởng lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng sinh, cả thiên thần, cả thánh, cả anh chị em. Chưa qua Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Danh Thiên Chúa trên cả tầng trời. Yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, nay chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa: ôi lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi: đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chặn vào miệng tôi và phán: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Đó là lời Chúa. Xin hết lòng cảm tạ Chúa vì Ngài đã nghe tiếng con yêu, đàn ca kính người giữa chư vị thánh thần, hướng về đền thánh con phụ phục kính. Hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi đời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do thần khí linh hứng.
anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe được nơi Cha thầy thì thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Cha thầy thì người sẽ ban cho anh em. Điều răn thầy truyền dạy anh em là: hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý gì, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý thầy, thưa quý cô, quý cụ ông bà và anh chị em và quý khách gần xa. Ngày hôm nay, tất cả phục vụ cũng như trang trí chúng ta thấy đều nói lên tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương cao cả mà Thiên Chúa đã dành cho tân linh mục Gioan Baptista. Ý nghĩa hồng ân thánh chức linh mục không phải là do sự cố gắng của con người,
mà là phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, Linh Mục Gioan Bautista Bùi Văn Thái đã nhận ra rõ ràng tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình thật là lớn lao. Trong Kinh Thầy Cả Thượng Phẩm, chúng ta đọc có câu: trong lúc tình yêu xúc động lòng làm không thể sánh ví được, Chúa đã thiết lập ra chức vụ linh mục công giáo. Khác nào một dòng máu yêu mến đã vọt lên bởi trái tim cực thánh Chúa. Chức vụ linh mục là phát xuất từ tình yêu mến của Thiên Chúa. Vì thế mà ngày hôm nay, cùng với tân linh mục, chúng ta quy tụ ngôi thánh đường này để tạ ơn tình yêu cao dày đó, một tình yêu tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tặng ban cho một con người mỏng giòn yếu đuối. Linh mục là ơn cao trọng là vậy. Ai dự lễ truyền chức thì chúng ta hẳn đều xúc động và cảm thấy ấn tượng khi các tiến chức trỗi dậy sau khi phủ phục trước bàn thờ, được đứng giám mục đặt tay đọc lời nguyện phong chức, sức dầu thánh hiến và mặc áo lễ. Những giây phút ấy, tiến chức từ một con người tầm thường, có khi còn yếu đuối, mỏng giòn, nhưng được ấn tích của vị tích truyền chức thánh đã biến đổi con người tầm thường ấy trở thành linh mục của Chúa. Ấn tích ấy ban cho linh mục một quyền năng lạ lùng để khi đọc lời truyền phép: này là mình thầy, này là chén máu thầy, thì bánh và rượu trở lên mình và máu Chúa Giêsu Kitô. Hoặc khi giải tội với lời tha tội: cha tha tội cho con nhân danh cha và con và thánh thần, thì mọi tội lỗi của hối nhân được xóa bỏ. Kính thưa quý cụ bà và anh chị em, chức linh mục còn được dệt nên bằng tình yêu thương quý trọng của mọi người. Qua những lời cầu nguyện, qua những sự giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất và sự hy sinh của mọi người, của gia đình, đặc biệt là ông bà cố. Vì thế, trong ngày truyền chức, khi bà cố dâng lên cho con mình chiếc áo lễ, nói lên sự hy sinh và đóng góp để thêu dệt nên con người linh mục trong suốt cuộc đời của người linh mục ấy. Từ quý cổ phụ bà và anh chị em, linh mục là người dâng trọn cuộc đời để phụng sự Chúa và giáo hội, lo phần rỗi cho anh chị em giáo dân nơi mình được sai đến phục vụ. Vì thế, chức linh mục không phải là một nghề nghiệp trong xã hội, nhưng là một bậc sống. Nó chi phối cả cuộc sống suốt đời của linh mục. Cũng đúng với câu như Thánh Tình 110: con là linh mục đời đời theo phẩm trật Melchizedek. Thưa quý cụ bà và anh chị em, chúng ta suy nghĩ có vẻ nghịch lý hơn ở chỗ linh mục là một con người tầm thường yếu hèn mà lại được trao ban một quyền năng cao vời mà không có gì sánh ví được. Nhưng không phải vì thế mà linh mục tự hào về mình, mà phải khiêm tốn nhìn nhận tất cả là hồng ân của Thiên Chúa tặng ban. Vì vậy phải nỗ lực sống cho xứng với bậc này. Để ân sủng đó, chúng tôi mang trong mình
như những bình sành dễ vỡ. Vinh dự càng cao thì đòi hỏi càng nhiều. Lý tưởng linh mục là đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, trở nên hiện thân của Ngài, là vì mục tử không thể đến để không đến để người được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mình vì đoàn chiên. Vì thế hôm nay chúng ta quy tụ nơi ngôi thánh đường quê hương yêu dấu này của tân linh mục Gioan Baptista để cùng với Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tổ tiên, cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác để vun trồng ơn gọi, cầu nguyện, giúp đỡ cách này hay cách khác để tân linh mục có ngày hôm nay về về quê hương dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa và nói lên lời cảm ơn với hết cả thầy mọi người. Xin ngấm về thiên chức cao cả và tình yêu cao vời của Thiên Chúa, Chúa đã ban cho chức trong chức linh mục ấy. Có thể nói mọi người chúng ta đều ngỡ ngàng như tâm tình của bài hát sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho cuộc đời này, sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi, vì con có gì đâu, có đáng gì đâu mà đem tin mừng. Quả thật con người nơi Cha Thái chẳng xứng đáng gì trước mặt Thiên Chúa, chỉ vì tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho Cha, chỉ vì tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi Cha với chức linh mục cao cả ấy để đem tin mừng đến cho mọi người. Con rất là tâm đắc cái điều mà Cha Thái đã nhận vào lời Chúa Thánh Vịnh 142, điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện. Có thể cuộc đời của Cha sẽ phải suy nghĩ cái câu điều đẹp ý Ngài, điều đẹp ý Chúa là gì? Khi Cha thi hành sứ vụ linh mục của mình, điều đẹp ý Chúa là chu toàn bổn phận, điều đẹp ý Chúa là yêu thương hết thảy mọi người. Nói đến yêu thương hết thảy mọi người thì dễ lắm, rất dễ. Nhưng trong chức vụ linh mục không phải là một chuyện dễ dàng mà có thể yêu thương được hết thảy mọi người. Yêu thương cả những người không cùng quan điểm, có thể yêu thương cả những người mà có thể mình không có, họ không đồng ý với mình, thậm chí họ ngầm còn chống đối mình. Làm sao mà yêu thương được? Nhưng trái nhìn lên gương Đức Giêsu Kitô, vì trên thân cây thập giá, chính Chúa Giêsu Kitô không phải cầu nguyện cho những người lành thánh, mà cầu nguyện cho người bách hại mình. Yêu thương như Chúa đã yêu thương mình, đó là một điều mà Cha giữ, phải giữ trong suốt cuộc đời linh mục của mình. Có thể không bằng lòng, có thể không đối thoại với nhau được, nhưng Cha phải cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho những con người như thế trong cuộc đời của mình. Để thực hiện được đẹp ý Chúa, Cha hãy trở nên người linh mục là một mục tử nhân hậu và khiêm cung. Nhân hậu đó là điều mà cần phải có ở trong đời sống linh mục của Cha. Nếu Cha không có lòng nhân hậu như mục tử Chúa Giêsu, Cha sẽ không bao giờ thành công trong cuộc đời linh mục của mình. Nếu Cha không có lòng khiêm nhường, Cha cũng sẽ chẳng bao giờ thành công trong cuộc đời linh mục của mình được. Vì thế, ngày hôm nay, con xin có lời nhắn gửi Cha trong ngày lễ tạ ơn này, để cuộc đời linh mục của Cha từ đây đều điều đẹp ý, đều là đẹp ý Ngài, đều là đẹp ý Thiên Chúa,
để rồi những gì cha thực hiện mang lợi ích cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Xin Chúa chúc lành và ở với cha luôn mãi, và xin Chúa cũng cho cha được cảm nghiệm được cái hạnh phúc trong đời linh mục. Nếu cha không hạnh phúc trong đời linh mục thì không bao giờ cha có thể làm việc hăng hái nhiệt thành, hy sinh tất cả vì đoàn chiên Chúa đã giao phó. Xin Chúa chúc lành cho cha để cha sống trọn đời linh mục đẹp điều đẹp ý Ngài, để thực hiện nơi cuộc đời linh mục của cha. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là cha yêu thương luôn tuyển chọn, thánh hiến và sai những tâm hồn quảng đại ra đi loan báo và minh chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình nguyện xin. Chúa đã mời gọi các môn đệ, anh em hãy nên chọn lành như cha của anh em ở trên trời là đấng chọn lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong hội thánh luôn khôn ngoan, cố gắng trở nên thánh hiền, tiết độ, công chính và đạo đức, biết thể hiện khuôn mặt nhân ái, bao dung và độ lượng của Chúa Giêsu mục tử cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện. Xin cho tân linh mục Soan Bautista luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa trong cuộc đời, qua đó biết chia sẻ tình thương đó cho tất cả mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Anh em là chứng nhân của Thầy, xin cho các Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta, can đảm, sẵn sàng bước theo làm môn đệ Chúa, hầu trở thành những chứng nhân của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, chúng ta cùng hiệp ý với tân linh mục. Xin Chúa thương ban ơn nảy xuống trên quý thân nhân, ân nhân, gìn giữ những ai đã góp phần giúp cho tân linh mục tiến lên bần thánh, luôn mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui và giữ được lòng trung tín với Chúa trọn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha hằng yêu thương ban phát cho chúng con muôn vàn hồng ân. Xin cho chúng con biết hưởng dùng những ơn lành Cha ban mà thánh hóa đời sống và tôn vinh danh Thánh Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ca khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trả nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin. Lạy Chúa, chúng con làm phiền Chúa chịu trên và tuyên dâng Chúa hôm nay cho thánh vì Chúa biết. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa Việt Nam rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Giám Quản Tông Tòa, Giám Phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn tiên nhân nội ngoại, linh hồn Gioan Bautista mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bản Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể Đức người dạy, chúng ta giao nguyện ra. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa,
Thiên Thiên Chúa đã đứng phá tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Kính thưa quý khách, giờ đây đến phần rước mình Thánh Chúa. Nghi thức này chỉ dành riêng cho những người Công giáo. Vì thế xin quý khách không cùng niềm tin Công giáo sẽ không tham dự nghi thức này và xin vui lòng ngồi tại chỗ. Con cảm ơn. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiến và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước gì bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa, và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin kính mời quý cha cùng cộng đoàn an toàn. Trọng kính quý cha, kính thưa cộng đoàn, hồng ân thánh chức là quà tặng Thiên Chúa ban cho giáo hội, cách riêng đối với cha Gioan Bautista. Với hồng ân lớn lao này, con xin giới thiệu một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ có lời chúc mừng tới cha mới và có đôi lời tâm tình với cha. Con xin kính mời ông. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, trọng kính quý cha hạt trưởng, cha chính xứ, quý tân linh mục, quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy, quý sư, quý ông bà cố, quý gia đình linh tông nội tộc của tân linh mục, quý chức giáo xứ bạn và quý khách mời cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, hòa chung với niềm chung vui của giáo phận và cũng là thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Gioan Bautista Bùi Văn Thái, con xin được thay lời cho cộng đoàn giáo xứ ân quý kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em đang hiện diện nơi đây lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất của giáo xứ chúng con. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị, ngày 25 tháng 11 năm 2020 tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng, Đức Tổng Du Xe giám quản tông tòa giáo phận đã chuyển chức linh mục có 8 thầy phó tế, trong đó có 2 thầy là người con của giáo xứ an quý. Hôm nay cộng đoàn chúng con hân hoan vui mừng và hạnh phúc được đón cha Gioan Bautista Bùi Văn Thái là người con thân yêu của quê hương về dâng thánh lễ tạ ơn. Kính thưa cha, với bao hy sinh cố gắng tìm hiểu ơn gọi cùng với sự cầu nguyện của nhiều người, bao năm tháng mong chờ, hôm nay đã đến ngày sinh hoa kiếp trái. Trước hết cộng đoàn giáo xứ cùng cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân ngài ban. Cha là người con của giáo xứ, nay được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn thánh hiến làm linh mục. Thiên chức linh mục là một hồng ân nhưng cũng đầy khó khăn và thử thách. Cộng đoàn giáo xứ hân hoan chúc mừng cha luôn bằng an, mạnh khỏe, hăng say, nhiệt thành, trọn đời phục vụ Thiên Chúa, được mọi người yêu mến và gặp được nhiều niềm vui của Thiên Chúa ba ngôi. Chúng con có lời chúc mừng đến quý tân linh mục cùng nước với cha Gioan đang hiện diện nơi đây. Kính chúc quý cha luôn dồi dào ơn Chúa và vững bước trên hành trình dâng hiến để quý cha trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng con cũng xin được chúc mừng đến cha nghĩa vụ, gia đình ông bà cố, gia đình linh tông của cha Gioan đã nuôi dưỡng và hướng dẫn, đặc biệt đã quảng đại trao ban người con của gia đình cho Thiên Chúa và giáo hội. Kính chúc ông bà cố luôn bằng an, mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Một lần nữa, cộng đoàn giáo xứ chúng con xin hết lòng cảm tạ và tri ân quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị đã đến đây hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay. Vâng, và giờ đây để tỏ niềm vui và lòng kính yêu sâu sắc của cộng đoàn giáo xứ chúng con dâng lên cha bức ảnh lưu niệm và nắng hoa tươi thắm chúc mừng cha, xin cha vui lòng đón nhận. Con xin chân thành cảm ơn. Và trong niềm vui mừng hân hoan của ngày hôm nay,
Con xin giới thiệu, cha mới sẽ có những tâm tình muốn trao gửi tới quý cha, quý khách và toàn thể các bạn. Trọng kính quý cha quản hạt, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, quý cố, quý ban chánh chương, ban hành giáo, quý hội đoàn đạo đức, thưa bố mẹ cùng toàn thể gia tộc nội ngoại, kính thưa quý vị đại diện chính quyền các cấp, quý thân nhân ân nhân, quý thầy cô giáo và bạn bè xa gần, quý khách cùng cộng đoàn hiện diện. Sau hơn 14 năm trên hành trình ơn gọi, ngày 25 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giô-se Vũ Văn Thiên, Giám quả Tông tòa Giáo phận Hải Phòng đã đặt tay chuyển chức linh mục cho con. Đối với con, đây quả là một hồng ân lớn lao không gì sánh bằng mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con, một con người hèn yếu tội lỗi. Giữa muôn người, chính Chúa đã yêu thương, đã gọi con và chọn con qua mẹ giáo hội, cho con được gia nhập vào hàng tư tế phục vụ dân Thánh Chúa. Để rồi hôm nay đây, con được trở về mảnh đất mẹ quê hương An Quý thân yêu, dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên trong thiên chức linh mục của con. Trong giờ phút đặc biệt này, cho phép con được bày tỏ tâm tình tri ân và cảm tạ. Trước hết, con xin được dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương cho con được hiện diện trên cõi đời này và cho con được làm con Chúa, đặc biệt là đã chọn con để con trở thành linh mục của Chúa qua bí tích truyền chức thánh. Tiếp đến, trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, con xin hết lòng tri ân Đức Tổng Giám mục Giô-se Vũ Văn Thiên. Ngài đã tin tưởng đón nhận con trong lớp ứng sinh của giáo phận, sau đó gửi con theo học tại Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Và rồi chính Ngài đã lại đặt tay chuyển chức linh mục cho con. Con xin tỏ lòng biết ơn Đức cha Thomas Vũ Đình Hiểu, cùng quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo tại Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Các ngài đã tận tâm hướng dẫn, dạy dỗ, rèn luyện, chỉ bảo và nâng đỡ con trong suốt 8 năm tu học tại mái trường Đại chủng viện. Mặc dù hôm nay vì công việc bận rộn, các ngài không thể hiện diện với con trong thánh lễ tạ ơn này, xin các ngài nhận nơi con lòng biết ơn sâu sắc nhất. Con cũng xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến Đức cha cố Giô-se Hoàng Văn Tiệm. Ngài đã đón nhận con vào mái trường Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Con xin chân thành cảm ơn quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, quý thầy lớp Vinh Sơn Đỗ Yến. Vì tình hiệp thông và yêu thương, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ đã đến đây hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho con. Con xin chân thành cảm ơn quý cha và cộng đoàn các giáo xứ nơi con đã được gửi đến thực tập mục vụ, cha Phêrô Vũ Văn Thìn và cộng đoàn giáo xứ Mỹ Đồng, cha Isidoro Phạm Văn Toản và cộng đoàn giáo xứ Xuân Điện, cha Tôn Khổng Minh Hoàng và cộng đoàn giáo xứ Ngọc Lý, cha Giô-se Nguyễn Tiến Dũng và cộng đoàn giáo xứ Đạo Dương. Đặc biệt, con xin cảm ơn cha Tôn Nguyễn Văn Thăng và cộng đoàn giáo xứ Tân Kim, cha quản hạt Giô-se Dương Hữu Tình và cộng đoàn giáo xứ Hải Dương và Kim Lai, là nơi con được bề trên gửi về thực tập mục vụ trong năm thử và năm thực tập. Cảm ơn cộng đoàn giáo xứ Nam Am, nơi cha nghĩa phụ của con đang coi sóc. Mặc dù con không được gửi đến để thực tập mục vụ, nhưng lại là nơi con được sinh hoạt như một gia đình trong các dịp nghỉ hè và nghỉ Tết. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Mỗi giáo xứ nơi con đến và thực tập, dù trong thời gian ít hay nhiều, đều cho con thu lượm được rất nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là những bài học quý giá về mục vụ, mà còn những tâm tình cảm rất đáng trân trọng.
Cảm ơn quý cha và cộng đoàn trong các giáo xứ đã đón nhận, luôn yêu thương nâng đỡ, chỉ bảo và cầu nguyện cho con, để con hoàn thành mọi công việc mục vụ. Hôm nay quý cha và cộng đoàn các giáo xứ cũng về đây hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho con xin hết lòng cảm ơn. Thưa quý cha cùng cộng đoàn, để con có được như ngày hôm nay, một người mà con không thể không nhắc đến, cũng là người ảnh hưởng rất lớn đến ơn gọi của con, đó là cha nghĩa phụ Gioan Bautista Nguyễn Quang Sách. Từ khi con còn là một cậu giúp lễ, chính cha đã gọi con vào ở trong nhà xứ với cha. Con vẫn nhớ những ngày đầu tiên khi bước vào nhà xứ, cha đã luôn quan tâm dạy bảo con từng những điều nhỏ nhất. Sống gần cha, con học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là về tình yêu thương, sự vị tha và đức khiêm nhường của người mục tử. Và rồi cũng chính từ đây đã khơi lên trong con ơn gọi dâng hiến. Không những thế, trong suốt những năm con tu học, sự quan tâm của cha dành cho con vẫn không hề thay đổi. Cha vẫn luôn đồng hành, lo lắng, nâng đỡ, yêu thương và hướng dẫn con. Hôm nay, cha lại có những tâm tình chia sẻ thật ý nghĩa trong thánh lễ tạ ơn này. Kính thưa cha, mặc dù hôm nay con là một linh mục, nhưng đối với cha, con vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương và nâng đỡ. Vì thế, xin cha tiếp tục chỉ dạy, cầu nguyện và hướng dẫn con trong thời gian sắp tới. Con cũng xin cảm ơn quý cha quê hương, là những người anh đi trước để hôm nay con như là người em tiếp tục bước những bước chân chập chững theo sau. Trong suốt thời gian qua, các ngài luôn quan tâm yêu thương và luôn cầu nguyện cho con trên bước đường dâng hiến. Con xin cảm ơn cha Doan Đoàn Xuân Phú, là người đã mời gọi con vào nhóm các chú lễ sinh trong giáo xứ. Con cũng cảm ơn cha bác Doan Bautista Bùi Văn Nhượng, cha anh Doan Bautista Bùi Văn Hân và cha anh Jose Bùi Xuân Thắng đã nâng đỡ, động viên và giúp đỡ con trong suốt hành trình ơn gọi của mình. Kính thưa cộng đoàn, để có một thánh lễ tạ ơn hôm nay diễn ra trong trật tự và sốt sáng, một người đóng vai trò rất quan trọng, đó là cha xứ Anton Nguyễn Văn Thăng. Thưa cha, trong những ngày con còn học trên đại chủng viện, cũng như từ khi biết tin ngày con được chuyển chức linh mục, và đặc biệt là ngày hôm nay khi con về quê hương dâng lễ tạ ơn, cha đã chúc mừng và luôn cầu nguyện cho con. Như một người cha, người thầy, người anh đi trước, cha đã hướng dẫn chỉ bảo con từng chi tiết và lo lắng thật chu đáo để cũng như tạo mọi điều kiện để con có được thánh lễ tạ ơn long trọng và sốt sắng. Con xin hết lòng cảm ơn cha. Con cũng xin cảm ơn quý cố, quý thân nhân, ân nhân, quý khách xa gần đã yêu thương cầu nguyện, động viên và giúp đỡ con cách này hay cách khác trong suốt thời gian qua. Hôm nay, vì tình yêu thương lại đến đây để chúc mừng và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho con. Cách riêng con xin hết lòng cảm ơn cô chú Huân Thủy và gia đình bên Mỹ. Trong suốt thời gian qua, cô chú và gia đình đã cầu nguyện và giúp đỡ con rất nhiều về tinh thần cũng như vật chất. Tôi cũng xin cảm ơn quý vị lãnh đạo, chính quyền các cấp, Ủy ban Nhân dân xã Cộng Hiền, Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng, quý chức tôn giáo bạn đã đến đây chúc mừng và chung vui với tôi trong ngày đặc biệt này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo các cấp đã yêu thương, dạy dỗ và truyền thụ cho em có được kiến thức cơ bản, để em vững vàng hơn khi bước vào đời và theo đuổi lý tưởng của mình. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đồng môn các cấp và đại học,
dù mình không thể hiện diện với các bạn trong những ngày lễ Tết cũng như những ngày quan trọng của các bạn, nhưng các bạn vẫn luôn quan tâm, thăm hỏi và dành cho mình những tình cảm trân quý. Sự hiện diện của các bạn hôm nay đã nói lên tất cả. Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn hiện diện, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Trong giây phút linh thiêng này, con xin ghi ơn mảnh đất mẹ an quý thân yêu và thành kính tri ân tổ tiên, ông bà nội ngoại cùng với những người trong gia tộc, trong nội tộc cũng như ngoại tộc và tất cả mọi người con của quê hương an quý đã về cùng Chúa trong niềm tín thác vào Cha trên trời. Xin Thiên Chúa ban cho các ngài sớm được hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng, và xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho con. Con xin tri ân và cảm ơn quý chức ban chánh chương, ban hành giáo, các hội đoàn trong giáo xứ như ca đoàn hội kim nhạc, nam nhạc, dòng Ba Đa Minh, hội thánh Giuse, ban trật tự hội Rosa, hội lòng thương xót cũng như mọi thành phần dân Chúa nơi giáo xứ an quý thân yêu đã luôn cầu nguyện yêu thương thăm hỏi, động viên khích lệ và giúp đỡ con trong những năm tháng qua trên hành trình ơn gọi. Nhất là trong những ngày vừa qua, mọi người đã vất vả cùng cộng tác với cha xứ và gia đình để giúp con tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay. Kính thưa quý cha đồng tế, quý khách và cộng đoàn, giờ đây cho phép con được thân thưa đôi lời với bố mẹ cùng các anh chị em và mọi người trong gia tộc nội ngoại. Bố mẹ kính mến, để con được ngày được như ngày hôm nay, con không thể nào kể hết công lao to lớn của bố mẹ dành cho con. Bố mẹ đã sinh thành và dưỡng dục con trong suốt 33 năm qua. Ơn cha bóng núi âm thầm, nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn, một đời dãi nắng dầm sương, nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào. Trong suốt chặng đường con đi, bố mẹ luôn ủng hộ và âm thầm dõi theo con từng bước. Khi con được trưởng thành, cũng là lúc con phải ra đi phục vụ, không thể chăm sóc bố mẹ được. Bởi vậy lúc này đây, con có nói hai tiếng cảm ơn cũng không đủ, khắc hai chữ ghi ơn cũng chẳng cân so với công ơn trời bể mà bố mẹ đã dành cho con. Con xin Chúa trả công bồi hậu cho bố mẹ qua giờ kinh và thánh lễ con dâng hàng ngày. Xin bố mẹ nhận nơi con tấm lòng cảm tạ và biết ơn sâu sắc nhất. Thưa các anh chị và các em, trong suốt những năm em xa nhà, vì yêu thương mà các anh chị và các em đã thay em để lo toan mọi công việc gia đình và chăm sóc bố mẹ mỗi khi bố mẹ ốm đau. Các anh chị và các em đã luôn hy sinh, lo lắng, cầu nguyện, khích lệ và chấp nhận nhiều thiệt thòi với một mong ước và mục đích duy nhất là để em trung thành và đi đến cùng con đường đã chọn. Em xin ghi nhớ và hết lòng cảm ơn. Con xin chân thành tri ân mọi người trong gia đình nội tộc, ngoại tộc, miền Bắc cũng như miền Nam, và luôn cầu nguyện yêu thương và dành cho con những tình cảm đặc biệt, những tấm lòng mà tất cả mọi người dành cho con trong suốt những năm tháng qua chính là hành trang không thể thiếu để con luôn mang bên mình. Trong những ngày qua, mọi người đã không quản ngại hy sinh, vất vả để lo lắng cho con trong ngày lễ tạ ơn hôm nay. Kính thưa quý cha và tất cả mọi người, bên cạnh những lời tri ân, con cũng không quên nói lên lời xin lỗi. Mang thân phận con người yếu hèn, chắc chắn đã không ít lần con làm phiền lòng đến quý cha, quý thân nhân và cộng đoàn, nhất là trong những ngày lễ hôm nay. Việc tổ chức và tiếp đón sẽ không tránh khỏi những thiếu sót,
Con rất mong nhận được sự lượng thứ của quý cha cùng mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bồi hầu và ban muôn ơn lành trên quý cha, cộng đoàn và những người đã âm thầm giúp đỡ con trong những bước đường ơn gọi. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con, để con luôn trung thành với ơn gọi và luôn là người mục tử như lòng Chúa ước mong. Sau thánh lễ, con xin trân trọng kính mời quý cha, quý khách và tất cả mọi người cùng chia sẻ niềm vui với con và gia đình và giáo xứ trong bữa cơm thân mật. Con xin chân thành tri ân. Và giờ đây để tỏ lòng tri ân và kính yêu tới cha cố, cha mới sẽ có bó hoa để chúc mừng cha cố. Và cha mới cũng có những bó hoa tươi xinh xin được dành tặng khách đặc biệt để cảm tạ ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Và để cảm ơn cách đặc biệt tới cha xứ, con xin cha xứ đón nhận nắng hoa của cha mới. Xin cộng đoàn chúng ta đổ tràng bó tay. Kính thưa cộng đoàn, thừa tác vụ thánh mà tân linh mục mới lãnh nhận chỉ là khởi đầu cho một chặng đường mới. Chúng ta đã ở bên cạnh để động viên, nâng đỡ và cầu nguyện cho Ngài trong thời gian qua. Thì nay xin cộng đoàn tiếp tục khích lệ thêm lời cầu nguyện cho cha mới nhiều hơn nữa, để Ngài đủ sức vững bước trong ơn gọi và sứ vụ mới. Giờ đây con xin kính mời quý cha cùng cộng đoàn đứng. Kính mời tân linh mục quỳ trước bàn thờ. Lạy Chúa, xưa Chúa đã ban nửa chín đầy lòng mà thờ gặp thì cả con ngài xin chủ ruộng sai thờ gặp đến. Lạy Chúa, hôm nay chúng con vui mừng vì Chúa đã ban cho chúng con người thờ gặp là bạn hữu quen biết, là người cùng quê hương, cùng xứ sở với chúng con. Chúng con biết rằng tân linh mục được tuyển chọn không phải vì công phúc của chính tân linh mục, nhưng này Chúa, chỉ vì lòng Chúa yêu thương nên đã tuyển chọn, như lời Chúa đã phán cùng các tông đồ rằng: không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. Vì thế hôm nay chúng con họp nhau đây tân linh mục để dâng thánh lễ cảm tạ Chúa. Trong thánh lễ hôm nay chúng con cùng hợp ý với tân linh mục, xin Chúa chúc lành và trả ơn bội hầu cho những thân nhân và mọi ân nhân, cho những người đã hướng dẫn và dạy dỗ cùng, những ai đã giúp tân linh mục tiến đến bàn tay. Này Chúa, xưa Chúa đã phán
không có thầy chúng con không thể làm gì được. Lạy Chúa, tân linh mục của chúng con đây, nếu không được Chúa trợ giúp, không thể chu toàn sứ mệnh Chúa trao phó. Vậy lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa ban cho tân linh mục luôn sống theo ý Chúa, biến quên mình để phục vụ mọi người, được dồi dào sức khỏe, được tâm hồn trong sạch, được trở nên chứng nhân sống đồng trong tình yêu. Mẹ Maria, mẹ là mẹ các linh mục, xin mẹ gìn giữ tân linh mục đang trung thành với ơn Chúa, được Chúa toàn sứ mạnh cho đến cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời sau chúc anh chị em đi bình an. Trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chết xin cho con cha, đời chúng con vui hạnh trong đạo gia đình theo bước nâng nỡ đồng chơi hiển vinh sáng lang. Lạy trái tim ra Thánh Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra Thánh Đức Bà Maria, lạy ông Thánh Giuse là bà Thánh Sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng chi. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Một tình yêu trai
chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian, cho con xây tình mến. Và này con xin đến một đời trung trinh, làm muôi đất ướp cho mặn đời. Biết lấy gì cả mến, con biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con, trao cho con lời Chúa. Dù đời con quen ua, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.